Vâng, xin chào cả nhà, chào tất cả mọi người. Em làm lại cái đoạn video chiếc âm ly này thì lúc cách đây vào khoảng 2 tiếng, 2-3 tiếng em có mở ra để em cho tí dầu mỡ vào những cái chiết áp này. Thì em có quay cái video cái phần ruột, giờ để đóng vào vỏ và rất là đẹp nhé, còn tương đối là đẹp luôn đấy. Tương đối là đẹp mọi người ạ. Cái này thì cũng trình bày lại một tí là con âm ly này hôm nay em đi làm, người ta chuyển đổi, người ta không dùng đến thì người ta bán lại cho. Và thực ra thì nó là âm ly của hàng Sài Gòn lắp ráp ấy. Sài Gòn lắp ráp đấy các bác ạ. Cái này thì công suất của nó là chạy 4 đèn, biến áp tương đối là lớn. Chạy 4 đèn, con này thì kéo cho cặp bát 20. Là vừa đẹp, căng, đẹp. Em đang kéo với cặp loa Sony này. Kéo với cặp loa Sony nó nhật này nhá. Loa bát có 20. Thưa ấy mọi người, như vậy con này thì có hai cái đồng hồ vu. Hình thức còn tương đối là đẹp. Nãy thì em làm cái video trước ấy thì là em mở ra em quay cái cả ruột. Nói chung là nó là âm ly hàng cỏ rẻ tiền thôi. Để dùng chiếu cháo quán xá, rồi nói chung là những cái chỗ khu vực lằng nhằng. Và đây hình thức của nó cũng rất là đẹp mọi người ạ. Hình thức rất là đẹp. Ở đây có hai cái đồng hồ vu nhé. Rồi mọi người, đây là hai cái đồng hồ vu này. Đây này, chiếc áp chỉnh bát này, tép này, đây phân loa bờ lăng này, volume này, đây này nút chỉnh eco này và nút chỉnh mic này. Đây cho hai lỗ mic, một cái này này chỉnh cho hai cái mic, hai cái đồng hồ vu đấy. Thì thưa em ơi, đây công tắc nguồn, cái đèn báo nguồn đây. Có điều là cái đằng sau của nó thì cũng nói luôn là cái đằng sau của nó thì là cái này của người ta nó đứt cái dây điện về đây em thay rồi. Cái đằng sau của nó thì thưa ấy mọi người, nó là hai cái chân đỏ, hai chân đen này, còn hai chân đỏ của nó thì người ta ấy dây rồi. Hai chân đỏ bây giờ nó không có cái loại như này đấy. Đây này, ấy dây máy thì còn rất là đẹp, vỏ vì vỏ rất là đẹp. Với đây về chạy loa là phải nó có cái dây, một cái dây đen này thì cái dây đen này thì là có nút cài, còn hai dây đỏ, hai loa này là có dây, cái dây điện. Thì các bạn ai mua về thì đấy, còn là cái đường input đâu. Input là cắm đây. Nó về vỉ vỏ còn rất là đẹp luôn. Cái này nó thiết kế cũng thô sơ thôi, chứ cũng không phải là hàng ngũ ấy gì cả, nhưng mà chất âm nghe cũng tương đối là tốt. Khi bật nguồn điện nên là có bóng nguồn nó báo ở đây. Đây đây hai cái nút, những cái nút này nút chỉnh đau nớt rồi đa tăng tiếng bát, tăng tiếng tép rồi xa gần. Đấy thưa mọi người, như vậy chất âm nghe rất là tương đối là hay. Bởi vì là hàng nắp thô sơ thôi nhưng mà tương đối là hay, được cái là nó còn zin nguyên của nó thiết kế là thế nào là còn nguyên như vậy luôn. Đấy, chứ là người ta chuyển đổi lại về thì nãy tháo đó thì em có cho vào tí dầu tí mỡ những cái chiết áp này, những cái âm ly để lâu rồi nó rột rệt chẳng hạn và người ta dùng ví dụ vậy, cái phải cho cái không, nhưng tiện thể tháo ra thì cho hết, cho dầu máy vào hết để cho nó trơn tru, nó tránh cái tình trạng ấy. Thì con này đường karaoke của nó thì nó không phải chuyên dụng để hát, nhưng mà con này nó vẫn có vang nhại mọi người nhé, con này nó vẫn có vang nhại. Thì đây em thử test lại cái đường mic gửi đến với mọi người, con này vẫn có vang nhại. Đấy, tức là alo nó vẫn có vang nhại bình thường. Kính thưa quý vị đại biểu, alo 1234, alo 11234, alo. Đấy, đường vang nhại nó vẫn có, tức là nội dung như thế, nhưng mà nó không được hay vì nó chỉ có echo thôi chứ nó không có reverb. Nó chỉ có echo thôi, nhưng mà hát thì gọi là chiếu cháo quán xá rông dài vẫn được. Còn đường nhạc của nó đây. Đấy, đây là tép này, đây là bass này. Đấy, đây là bát này. Đấy. Đấy. Nghe cái này kéo cặp loa bát 20 hoặc 25 cũng được. 25 con nhỏ nhỏ BMB cái loại loa, còn cái loại loa bát 20 thì ok. Ngon này, căng đét, các bác nghe quán nga xá hoặc là những cái loa chiếu cháo, loa rồng loa là ghép vào đây là đánh tốt, quán xá những nơi không cần thiết đến cầu kỳ quá thì là cái này là hợp lý. Máy còn tương đối đẹp, máy là máy còn zin nguyên. Nhưng nó thiết kế thế nào thì còn nguyên như vậy, chứ chưa có qua, em chỉ dầu mỡ chứ còn chưa có phải sửa chữa cái gì đâu. Cũng nói đầy đủ em thay cái dây nguồn. Cái dây nguồn của nó đứt thì em phải thay cái dây nguồn. Đấy, em bán với giá là 350.000 tại cửa hàng các bác nhé. Em bán 350.000. Đấy, các bác yên tâm nghe chắc đòn phết đấy. Đấy, nghe chắc đòn lắm. Đấy, đang phát đấy. Em đang đánh vào cái cặp loa, đang đánh vào cặp loa Sony, nghe tiếng tương đối là hay.
Nói chung là bảo là ngon quá, ngon lắm đấy các bác ơi, này nọ cái này chả nói đâu, với cái giá 350 thì thật lòng ra mà nói là nó có cả eco cho mình để mình chiếu cháo quán xá, ví dụ như là này nọ kia, hoặc các bạn học sinh sinh viên ví dụ vậy là ok đấy. Em bán với giá 350.000 nhá. Em có gửi hàng toàn quốc. Hàng to, hàng bé, ai nhu cầu đắt hàng, hàng tương đối chắc đấy nhá, chứ không phải ấy đâu. Vâng, em gửi gắm đến mọi người, ai có nhu cầu xin liên lạc với cho em qua số điện thoại 0982897746. Vâng, em xin đọc lại 0982897746, em gửi hàng. Nó có ít như này máy yên tâm, các bác anh ở xa em gửi đến nơi đến chốt. Nếu trường hợp có trục trặc ví dụ vậy đến nơi đóng gói cẩn thận thì đến nơi gửi lại cho em gửi lại tiền. Em trả lại tiền. Cái đấy không ngại vì có hơn 300.000 cũng chả có cái gì cả. 300.000 là giá tại nhà các bác nhé, chứ em không bao ship đâu. Bởi vì cái cục nguồn của nó giờ mua 350 thì 400 rồi. Có điều là người ta để rẻ cho em thì em bán rẻ thôi. Nghe còn tương đối khá đấy. Vâng, em cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác anh các bạn đã xem video của em. Em chào mọi người.